Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của một số đơn vị thuộc Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, đại diện 6 vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục và 4 chi cục kiểm lâm vùng. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục Lâm nghiệp được triển khai trong 6 tháng đầu năm 2022. Tổng cục Lâm nghiệp đã bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các đơn vị địa phương và tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các giải pháp chỉ đạo kịp thời trong lĩnh vực lâm nghiệp, đạt được những kết quả cụ thể. Trong đó, nổi bật lên là kết quả của lĩnh vực khai thác lâm sản. Mặc dù ở trong cái bối cảnh đầu năm thì vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid, thế ngay sau đó thì lại ảnh hưởng của cái xung đột Nga-Ukraine. Các cái doanh nghiệp, những cái đơn vị xuất khẩu trong lĩnh vực chế biến lâm sản rất là năng động, rất là linh hoạt để đáp ứng với cái nhu cầu của thị trường. Nên chính như vậy là cái giá trị xuất khẩu lâm sản của chúng ta tới thời điểm này vẫn là tăng. Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, các báo cáo tại hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá cụ thể những mặt hạn chế, khó khăn và chỉ ra những nguyên nhân tồn tại. Trong đó, hội nghị cũng nêu rõ thực trạng, nguy cơ cháy rừng tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung đang ở mức báo động. Bên cạnh đó là nạn xâm hại rừng đang diễn ra phức tạp tại các địa phương với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng đang ngày càng bị thu hẹp về quân số. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ rừng sẽ được Tổng cục Lâm nghiệp đẩy mạnh trong 6 tháng cuối năm 2022. Thì thứ nhất là chúng tôi sẽ tăng cường cái hoạt động cảnh báo dự báo cái nguy cơ cháy rừng. Thế rồi là gác trực ở những cái điểm mà có nguy cơ cháy cao. Thế rồi sẵn sàng ứng phó khi có những cái tình huống xảy ra. Thế rồi đối với bảo vệ rừng ấy thì chúng tôi sẽ tham mưu nhiều những cơ chế chính sách để nâng cao được cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ và cái thậm chí kể cả cái quyền lợi trong bảo vệ rừng để cái công tác quản lý bảo vệ rừng được tốt hơn. Về phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng cục Lâm nghiệp quyết tâm hoàn thành và có thể vượt mức các chỉ tiêu, đặc biệt đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ về tỷ lệ tăng trưởng, giá trị xuất khẩu lâm sản, tỷ lệ che phủ rừng. Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cũng đề nghị các đơn vị trong Tổng cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, ngành lâm nghiệp hướng đến mục tiêu quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững hiệu quả đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có trên cả nước. Từ đó góp phần giảm thiểu tác hại do thiên tai, phát triển rừng theo hướng bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, gắn hoạt động trồng rừng với việc phát triển sinh kế bền vững nhờ rừng. Ghi nhận tại huyện vùng cao Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Những ngày này, gia đình anh Thảo A Di ở bản Nậm Xảo 2, xã Trung Trải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đang hối hả trồng thêm 5.000 cây quế. Khu vực này trước đây được gia đình anh Thảo A Di dùng để trồng sắn, loại cây không hỗ trợ chống xói mòn cho vùng đất dốc, đất đồi núi. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền và hỗ trợ, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây quế, một loại cây rất phù hợp với địa hình, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương. Trước kia thì nó trồng cây xá thì nó không hay nạp suốt, thì giờ này thì xá nó có tuyên truyền là trồng cây quế thay thì sau này mới có chất lượng hơn. Là một xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, người dân xã Trung Trải sống chủ yếu dựa vào trồng ngô, lúa và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô hộ gia đình cho thu nhập thấp. Vì vậy, việc tận dụng đất đồi núi để trồng cây quế, loại cây thân gỗ cho thu hoạch lâu năm, giúp bà con có nguồn sinh kế ổn định lâu dài. Đến nay, diện tích trồng quế tại xã Trung Trải đã mở rộng lên 40 hecta. Thực hiện theo cái kế hoạch giao trồng rừng cũng như trồng rừng phát triển kinh tế theo cái kế hoạch giao, thì bà con nhân dân hiện nay đã thực hiện trồng quế, hiện nay đã phát và cũng như là đã trồng. Trồng hiện nay là được đạt trên 65% đối với trên địa bàn xã. Từ một vùng đất dốc chịu nhiều tác động của xói mòn và thoái hóa đất do canh tác cây sắn và các loại cây ngắn ngày khác, xã Trung Trải đang ngày càng thay đổi,
khi các diện tích đất dốc dần được phủ xanh bằng những loại cây lâu năm như cây quế. Không những góp phần bảo vệ được cảnh quan môi trường rừng, cây quế còn là nguồn sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Trung bình, mỗi hecta quế cho thu nhập khoảng từ 40 tới 50 triệu đồng một năm. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay, ngày 14 tháng 7, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa trung bình một số nơi trên 90mm như là Hà Sơn Thanh Hóa 214mm, thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa 136mm, Hưng Phú Nghệ An 119mm, Hương Khê Hà Tĩnh 105mm và Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 97mm. Dự báo đêm nay, ngày 14 tháng 7, ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 50mm trong 24 giờ, có nơi trên 90mm trong vòng 24 giờ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Thời tiết mưa nhiều khiến cho diện tích lúa hè thu vừa gieo cấy tại những chân ruộng trũng có nguy cơ bị ngập úng. Bà con cần chủ động một số các biện pháp khắc phục cho lúa bị ngập úng như sau. Đối với diện tích lúa bị ngập từ 2 cho đến 4 ngày, bà con cần điều chỉnh mực nước tiêu thoát, đảm bảo cây lúa không bị dạp trên mặt nước. Té nước rửa lá để rong rêu, bùn đất không bám trên bề mặt lá, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa quang hợp và dễ dàng. Tỉa rậm những chỗ lúa chết. Rút nước cạn chỉ để láng mặt ruộng và nhổ lúa, quan sát thấy đã ra rễ non thì cần khẩn trương bón thúc ngay, lượng phân thúc lần 1. Ưu tiên sử dụng phân NPK chuyên dụng có hàm lượng đạm và kali cân đối. Không sử dụng đạm đơn và không bón phân lai dai nhằm hạn chế sâu bệnh hại và đổ ngã cuối vụ. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.